Dạ vâng, rõ ràng là một câu chuyện rất là thú vị nhưng mà để lại cho chúng ta khá là nhiều suy nghĩ, đặc biệt là riêng với em. Bởi vì khi mà chúng ta nhắc đến hàng nội hay là hàng ngoại nhập thì thường có rất là nhiều sự so sánh. Và bản thân em cũng ưu tiên sử dụng những sản phẩm hợp với mình, nhưng chỉ có điều là đôi lúc thì cũng hơi vẫn xính ngoại nha chị Hảo. Thực ra nếu như mà chúng ta ngay lập tức mà dùng cái từ xính ngoại á, thì mình thấy cũng hơi bị bất công cho chị Hảo, và trong đó có luôn bạn Ngọc nha. Bởi vì chúng ta không thể phủ nhận rằng là có một cái giai đoạn cái nền sản xuất trong nước á, nó không phải là gọi là một cái nền sản xuất mà tạo ra cho người tiêu dùng nhiều niềm tin. Và từ đó dẫn đến cái câu chuyện là khi mà chúng ta đón nhận được những cái sản phẩm khác, lúc này nó có thể là trong nước hoặc là có thể là ngoài nước, nhưng mà người ta kiểm nghiệm được rằng là cái chất lượng của nó để ứng dụng trong cuộc sống nó cao hơn hẳn, nó hợp lý hơn hẳn. Thì có điều rằng những cái sản phẩm mà cái chất lượng nó tốt á, thì nó có thể là vô tình hay cố ý gì đó không cần biết nữa, nhưng mà nó lại gắn với những cái mặt hàng nhập khẩu nhiều hơn khi mà chúng ta có những cái chính sách cởi mở về kinh tế. Và điều đó làm cho phần đông chúng ta bị ám thị bởi một cái suy nghĩ đó là đồ nhập thì nó sẽ tốt hơn là đồ nội địa. Và đây là lý do mà từ đó thì chúng ta cái xu hướng, gọi là cái xu hướng tiêu dùng của chúng ta có vẻ như là đã đánh giá cao những cái mặt hàng nhập khẩu từ bên ngoài về. Và cũng từ đó thì một câu chuyện khác nảy sinh, đó chính là một số sản phẩm nó là hàng xách tay. Đúng. Nhưng mà thật ra lại là không rõ nguồn gốc. Có luôn. Vì nắm rõ cái đặc thù tâm lý này của người tiêu dùng, cho nên gian thương thì cũng sẽ có gọi là cơ hội để hoạt động và trục lợi. Thứ nhất, như Ngọc nói và như trong câu chuyện mà chúng ta vừa mới theo dõi thưa quý vị, đó là những cái món hàng gọi là xách tay nhưng mà không rõ nguồn gốc. Cái thứ hai đó là kê giá, tâm thế so sánh là có thể mắc hơn nhưng mà thôi kệ nó, xài cái gì thì cho nó đáng, ở đây để mình không có mang cái sự ấm ức. Và như vậy thì có vẻ như chúng ta đã phải trả một cái số tiền nó nhiều hơn so với cố hữu với cái việc là bạn có thể sở hữu cái món đấy. Đó là cái việc thứ hai. Và cái thứ ba đó là làm hàng giả, có nghĩa là hàng không rõ nguồn gốc là một chủng, thế thì hàng giả lại là một cái chủng khác để chúng ta có thể bị lừa. Thì đó là một cái mảnh đất rất là màu mỡ cho gian thương. Và quay lại câu chuyện là lựa chọn món hàng nào để phù hợp với mình, thì hiện nay Việt Nam của chúng ta đang rất phát triển và có những mặt hàng cũng có chất lượng cao nhưng mà giá thành thì lại rất hợp với người Việt Nam. Người ta nói là người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, đúng không chị? Không, người Việt phải ưu tiên dùng hàng Việt chất lượng cao. Hàng Việt ở đây là một cái định vị về xuất xứ để chúng ta kích hoạt cái nền kinh tế ở trong nước, nhưng nó chỉ thực sự thuyết phục khi cái món hàng đó nó mang lại giá trị thực sự cho người tiêu dùng, tức là từ chất lượng sản phẩm. Và đi kèm với chất lượng sản phẩm thì rõ ràng là nó cũng phải phù hợp với người Việt trong cái khả năng kinh tế. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta phát triển một cái dòng hàng trong nước thì cái đối tượng sử dụng chính sẽ là người trong nước, thì những cái nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nó sẽ được cân chỉnh trên thông số của từng cái nhóm người ở từng cái vùng địa lý, vùng khí hậu khác nhau. Cho nên cũng không có phải là quá mơ hồ hoặc là phi lý khi chúng ta ủng hộ nhau là sử dụng hàng nội địa. Bởi vì hàng nội địa thì là cái đối tượng là người nội địa, là cái đối tượng được nghiên cứu, nhưng phải là hàng chất lượng. Và quay trở lại câu chuyện của chị Hảo, thì để có thể thay đổi hành vi tiêu dùng, ví dụ như là không xính ngoại nữa đi, hoặc là làm sao để người ta có thể hình thành được cái thói quen mua được hàng Việt Nam chất lượng cao, thì nó không phải là câu chuyện một ngày một bữa. Kết thúc câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta vẫn cảm thấy mơ hồ lắm trong sự thay đổi của chị Hảo. Tức thì tức thiệt, nhưng mà chắc mai mốt cũng mua hàng ngoại nữa tức thôi. Vì cái đồ nó không đúng như ý mình thôi. Và có thể là đổi cái người mua, có nghĩa là không có mua của cái anh này nữa vì mua kém niềm tin. Từ anh Bảo có thể chuyển qua anh Bùng, anh Mưa, anh Gió gì đó để mua. Hai đó là những người xung quanh, ví dụ như là gia đình nè, hoặc là bạn bè nè, phải là những cái minh chứng thực sự trong việc sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao, để cho chị thấy, gọi là thấy tận tay, dây tận mặt. Ví dụ như là mỹ phẩm chăm sóc da, thì những cái nhãn hàng ở trong nước nó có những cái dòng sản phẩm mà cải thiện cái việc mọc tóc rõ rệt, trị nám rõ rệt, trị mụn rõ rệt. Rồi những cái gọi là những cái thực phẩm dinh dưỡng thì cái hàm lượng của nó rất là phù hợp với thể trạng của người Việt Nam, của trẻ con Việt Nam, và nó cải thiện thực sự các vấn đề về tiêu hóa. Rồi những cái mặt hàng khác về hàng gia dụng nó cũng phải cho chị Hảo thấy được những cái minh chứng rằng là nó thực sự hiệu quả. Nhưng mà như đã nói, nó phải là kết hợp rất là nhiều yếu tố. Một là chị sẽ dần dần thay đổi. Hai là cái câu chuyện đi tìm những cái gọi là người thật việc thật này nó phải rất là nhiều và rất là phong phú. Và cái thứ ba đó là có thể chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận một vài lần trả giá nữa để nó đủ đầy về cảm xúc. Tức là khi quá đau rồi thì con người ta sẽ tự buông tay đó. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tony A đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về chủ đề, cũng như có cho mình những kinh nghiệm mua sắm phù hợp.
và chúng ta sẽ còn rất nhiều bí kíp để chia sẻ cùng nhau trong chương trình Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nhé. Còn đến đây thì Minh Ngọc và tiến sĩ tâm lý Tony A xin chào và hẹn gặp lại.